Ok, và sau đôi ba tiếng ở trong rừng thông thì bây giờ mình đã phải ra ngoài đường rồi. Thì rất là mệt luôn các bạn, đi không có một cái gì luôn. Và theo kết luận của mình á thì có thể là có đó, nhưng mà mình không có may mắn thôi. Mình đi ra đường mình đào cho nó có cái clip để cho các bạn xem. Thì nếu bạn nào mà có đi Đà Lạt hoặc lên rừng thông, đồi thông á, mà có ý định đào nhện á thì các bạn cứ đào thoải mái, không sao cả. Vì mình thấy cũng bình thường à. Chung là cũng không phải là không có đâu, có thể là do mình đi nó không có đúng chỗ. Mình sẽ đây con chilo các bạn. Mình sẽ đào. Chung là xui thôi. Có thể là mình đi nó không có đúng cái khu vực của con nhện nó ở. Cho nên ra là cũng không có được cái sự may mắn. Mà mình mong là khi ra ngoài đường thì có thể là mình sẽ may mắn hơn. Có một lúc mình đi đồi thông thì có một hang đó trong gốc cây các bạn. Nhưng mà có điều là nó ok, nó ra rồi các bạn. Đó, nó nằm một cục ở đó. Nên mình sẽ xoay lại xíu. Nói chung là chịu chịu thôi. Mình nói thật luôn, trời thì rất là nóng. Đi nó vừa kiểu như nó hầm hơi các bạn. Cái độ ẩm nó quá cao. Mình đi mình thấy rất là khó chịu. Bây giờ mình đang cảm thấy rất là khó chịu trong người luôn. Kiểu như là nó vừa nắng mà nó vừa lạnh. Rồi mưa mới xong. Hôm nay là hơi ẩm nó rất là cao. Ok, để nó đây. Bắt nó vô. Sẽ bắt nó vô nha. Ok, một lát nữa nó cũng bò ra. Ok, mà được một con. Thì nó đang bị kẹt trong cái tơ của nó. Giờ mình sẽ bứt một ít lá. Mình bỏ vô. Chung là cũng may mắn là khi mình đi ra đường thì có gặp, chứ còn mà kiểu này, chứ cái kiểu mà đi lên xong rồi không có một cái gì hết mà còn mệt nữa thì cảm giác không biết nó hụt hẫng bao nhiêu nữa. Nãy mình đi mình có gặp một hang nhưng mà không có gì hết, coi như là không phải. Mình đi mình gặp một hang nhưng mà đó là hang của con nhện gì á, nói chung là bị lừa một cú. Ok, một con, vui rồi. Nói chung là có nhện để làm clip cho các bạn là mình cảm thấy vui rồi. Ok, đủ con. Nó nằm đâu anh nhỉ? Nằm dưới đây nè, một lát rồi nó sẽ chui ra thôi. Ok, mình sẽ đào tiếp. Ok, để ở ngoài luôn đi. Thấy có một hang kia nữa các bạn. Hang nhỏ thôi, không to. Ok, để hũ đây đi. Sẽ đào thử. Bạn cho mình quay điện thoại thẳng nha. Đây có một hang nè. Thì những cái con nhỏ này nó làm hang rất là mệt các bạn. Tại vì nó làm hang theo mấy cái dạng như là cái khe nứt của đất á. Nên ra là nhiều khi nó thay ở đây mà nó nằm đâu dưới này. Đây đây nè các bạn. Như mình làm gãy chân nó rồi, nhưng mà không sao, vẫn sống. Ok, vậy là được hai con nhỏ xíu, ta đi tiếp thôi. May mắn là đó, bắt đầu mình thấy hình hơn rồi đó. Còn như hồi nãy là mình thua luôn, hồi nãy là chịu luôn. Nãy phải gọi là đúng là đi trong vô vọng.
đi mà không thấy một cái gì hết. Còn kia có một cái hang to các bạn, nhưng mà mình để mình đi khúc này thử coi có cái hang nhỏ nào không. Bởi vì hang to là chắc chắn phải tốn rất nhiều sức, cho nên mình tận dụng sức trước. Ok, chắc là không rồi. Cái này mình cũng, đây có hang nè. Cái này thì mình cũng chỉ đi lụi thôi các bạn, nói chung là ban đại à, chứ mình cũng chẳng biết là chỗ nào có nữa. Ui ui ui, rồi xác định mất luôn. Sau khi chơi ngu em nó đã nhảy. Thì nãy mình đi trong rừng thông thì mình chỉ hái được hai cây nấm linh chi thế thôi. Ok, cái hang nhện ở trên kia. Giờ mình đây có một hang, đây có mấy hang luôn. Ok, mình sẽ đào cái hang lớn đi, làm cái bậc thang lên. Cho cái hũ để dưới này luôn. Các bạn nên cẩn thận nha, tại vì cái mùa này đang là mùa mưa, đất nó rất là mềm, cho nên chúng ta phải đào sâu sâu một xíu. Đào nông quá đạp lên nó lỡ đất ra cái là té sấp mặt lòng luôn. Ok, rồi một cái hang đây. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ quay nha. Mà mình đi trong kia mình tốn khá là nhiều sức. Mong mà nó sẽ to, tại vì có nhiều hang các bạn, rất là to. Cái lý do là nằm làm theo cái vỏ cây nè, các bạn nhìn nè, đây là cái rễ cây bị chết đó nè, phải không? Đây là cái rễ cây bị chết nè, đó. Thì con nhện đó nó tận dụng cái đó để nó làm cái hang của nó. Và có những con phải nói là khi mình đào ra mình thất vọng vãi luôn. Nó nhỏ mà nó nhỏ một cách quá đáng. Nhưng mà thôi kệ, chịu thôi. Mong mà con này nó cũng được xíu nha. Đừng có nhỏ quá. Thấy hang cũng to đó. Hang là to nhất trong những cái hang nãy giờ mình gặp rồi đó. Mà mình mong mà nó đừng có sâu. Tại vì cái rễ cây này thường thường nó rất là sâu luôn các bạn. Hơi căng rồi nha. Kiểu này mình thấy hơi căng rồi nha. Thường thường cái rễ cây này thì không có mất dấu được, mình không có lo. Nhưng mà quan trọng là sợ nó sâu quá. Sâu quá thì bỏ tay. Trời má ơi. Thôi chịu thua. Cái trên đồi này có gì không? Mình sẽ thử lên thử. Thôi khỏi lên đi. Giờ mình sẽ đi xuống. Mày đợi một xíu.